em cũng xin nói luôn là chỉ là con em nó mắc. Em muốn ra là cho biết là cái vấn đề con em nó mắc lý do gì đâu và nó muốn cho bé nó ra ánh sáng. Cháu Hoàng Bách với cái sự ra đi đột ngột đó, thì Thanh Hải nghe được cái thông tin đó là gia đình của anh Quắc và chị Thắm nói chung cái hoàn cảnh rất là khổ. Cho nên hôm nay Thanh Hải nhờ sự chia sẻ của bà Bảy đây. Bà Bảy đây là em của bà nội của cháu. Chị, bà Bảy đây là chị của bà nội cháu Hoàng Bách đó cô chú anh chị em. Thì hôm nay đến đây mà nhờ sự chia sẻ đến cộng đồng, em mong cộng đồng chúng ta cùng nhau chia sẻ về sự việc này và giang tay ủng hộ giúp đỡ cho gia đình hoàn cảnh của chị Thắm nha. Dạ con xin phép chào bà Bảy nha. Bà Bảy ơi, thì được biết cái thông tin về cái sự việc ra đi đột ngột của cháu Hoàng Bách đó, thì nói chung thì cả cộng đồng ai cũng đều thương tiếc. Thì hôm nay là con nhờ bà Bảy chia sẻ về cái hoàn cảnh của chị Thắm và anh Quắc, nói chung là ba mẹ của cháu Hoàng Bách đó bà Bảy. Dạ thì con nhờ bà Bảy chia sẻ giùm con cái hoàn cảnh như thế nào vậy bà Bảy. Dạ, nói chung cái hoàn cảnh của nó thì tôi thì cũng là dì của Hoàng Bách, là mẹ của mà dì của Hoàng Bách là mẹ của Hoàng Bách là em của tôi. Dạ. Nhưng mà thấy tôi ở gần đây thấy cái hoàn cảnh của cháu nó cũng rất là, hồi nào tới giờ là nó rất là nghèo khổ. Thằng cháu tôi thì nó đi làm ăn, yeah, nó ở xa. Rồi mà khi nó nghe tin con nó như vậy, nó chơi giới, nó đột ngột. Rồi nó nghe như vậy rồi là nó không bằng nữa, để nó đi làm mướn mà thường mướn là nó không bằng nữa, là nó nói là nó mượn tiền để nó chạy, nó đi mượn tiền để nó đi về. Mà nó còn ở Sài Gòn tới chừng mượn được thì nó lên xe đó là 7 giờ tối. 7 giờ tối mà trong khi nó hay được đó là mà 4 giờ chiều rồi, bị 3 giờ là con nó mất rồi, 4 giờ là điện là nó mới mắc máy bị gì nó đang làm. Dạ. Yeah. Nó mới nó hay được là nó về. Là nó về tới đây là khoảng 2 giờ khuya. Yeah. Rồi còn con nhỏ này á, nó gửi nó cái lần trước á, nó gửi nhỏ là nó gãy cái xương vai này. Yeah. Về nó nói, rồi thì tôi mới nói con ơi, nói với con nhỏ này nè, nói con à, em bé nó mà thấy cái chỗ bảo mẫu này á, sao gì thấy sao nó không có được an toàn, mà con gửi cháu như vậy rồi làm sao, rồi biết rồi có bảo đảm nữa hay không, biết có chuyện gì xảy ra nó không. Nó nói gì vậy ơi, bây giờ con khổ quá, bây giờ biết gửi ở đâu giờ, bây giờ chỉ có gần ở đây rồi gửi, con sáng con gửi, chiều con rước, đặng mà thì về thì có mẹ có con chứ giờ biết gửi ở đâu. Thôi con cũng bóp bụng mà gửi, chứ hôm đó cũng có nói nó một lần rồi. Yeah. Bị gãy xương vai nó nói một lần, nó nói giờ con nghèo khổ rồi con cũng phải bóp bụng rồi con gửi chứ giờ biết làm sao giờ gì vậy. Tôi nói thì thôi bây giờ tùy con, ai biết đâu rồi con coi được gửi, nhưng mà phải mà mình phải kiểm tra cũng như con của mình á, mình phải hàng ngày như vậy đó. Yeah. Rồi nó bây giờ thì nó có hai đứa con, mà đứa nhỏ thì nó có thằng con trai nó cưng, nó mới sanh thằng con trai nhỏ nó cưng. Yeah. Rồi như vậy đó, rồi bây giờ là chết đột ngột như vậy, mà trong khi đây nó làm chưa có tiền. Cái nhà này á, là nói chung là cái nền đất là của ông nội nó của cho. Yeah. Nhưng mà cái nhà là nhà nước cho mẹ tôi. Mẹ tôi hồi đó còn sống là ở chung với nhỏ em này. Yeah. Rồi là cho nên là cái nhà này á, là nó ở đậu thôi, cho nên là cho mẹ nó. Rồi yeah, nó là hai anh em, nó lớn là nó thứ hai, còn em nhỏ là thằng Quốc đó, ở thằng Hội đó là thứ ba, thành ra có hai anh em. Thành ra nói chung rốt cuộc là khi mẹ tôi mất rồi đó, là để cái nhà lại cho mẹ nó ở, thì giờ mẹ nó là cũng như là cái thằng kia Út là để trong nhà, coi như là vợ chồng nó chưa có cái nhà nào hết, chưa có yeah, chỗ ăn chỗ ở, cũng như là cái nhà hai thằng Út là nó ở ngoài Bình Dương. Nó ở ngoài Bình Dương, rồi còn cái nhà này thì nó ở, coi như là nó ở nhờ đây đi, chừng nào thằng kia nó mần có tiền gì thì nó cất
nó về đây ở thì nó kiếm chỗ nó ở. Dạ. Dạ. Vì cũng nó cũng nghèo khổ, nó mới đi làm ăn, nó mới gặp coi cảnh gửi con, nó mới gặp sự cố như vậy, nhưng mà biết nghèo khổ làm ăn rồi biết làm sao đây. Dạ. Nói chung là chị Thắm cũng muốn là có một cái sự mà thuận tiện. Là dạ. Mong muốn gửi gần nó thuận tiện khi đưa đón ha cô. Dạ. Dạ. Nó muốn là nó tính là ở gần đây đặng nó đưa đón nó có nói bữa hổm bị gì bị thương một lần rồi lên thăm nó rồi dì cháu rồi cũng có nói chuyện với nhau. Yeah. Rồi nó cũng có than nó nói gì vậy bây giờ con nghèo quá rồi con cũng khổ nó với bà nội cũng bệnh hoạn không có giữ được. Yeah. Rồi cha bà ngoại thì cũng già yếu rồi cái đầu gối bà đau cũng đi lưng cựng bà cũng không có giữ cháu được rồi bây giờ nội ngoại không ai giữ được rồi giờ con làm sao. Yeah. Thì con bắt buộc con thì con phải đi gửi, con phải gửi gì cháu đang đi làm ăn sao mà sửa rồi tả cho nó làm sao. Rồi còn con My này nó đi học mẫu giáo nữa. Yeah. Nhỏ nhỏ lớn đi học mẫu giáo nữa nó có nói gì. Rồi tôi nói con gửi thì con gửi mà thôi bây giờ biết bởi vì cái việc vợ chồng con rồi con tính gì vậy gì góp chất như vậy góp ý như vậy thôi chứ thấy đứa nhỏ mà từ hồi nó té là nhỏ xuống luôn nhỏ ốm luôn rồi tới ngày hôm nay chứ hồi nó mới thành nhỏ coi cũng được lắm. Yeah. Cũng có da có thịt coi cũng được rồi nó cũng ngộ nghĩnh dữ lắm cho nên là khi mà tới mà nó bị lần trước vậy rồi lần sau gì nó ra đi luôn bởi vì nó ai mà thấy cái cảnh này mà không đau lòng. Dạ. Yeah. Yeah, trước đó là cháu Hoàng Bách cũng đã có một lần gặp sự cố đó là gãy xương cầu vai á cô. Dạ. Yeah, nhưng mà mình chưa biết cái nguyên nhân là như thế biết. Nào ha. Mình tính là mình thấy cũng sốt. Mình có đi mà cũng băng bó cho nó mà mình không biết là cái sự cố gì. Yeah. Mình nói là cũng nít cái chơi giỡn sự cố hay là ta làm gì mình đâu có biết. Yeah. Rồi thì nó cũng bóp bụng rồi cái gì cuộc mưu sinh cuộc sống thì nó cũng phải gán bóp bụng là gửi nữa chứ nếu mà có tiền có bạc ăn như người ta thì ở nhà mẹ giữ con là an toàn rồi giữ rồi đâu có. Yeah. Xảy ra đến chuyện như vậy bởi vì cũng nghèo khổ là mấy là đi làm ăn là mới gặp cái sự cố như vậy đó. Yeah. Cho con hỏi bà Bảy cái này nha, coi bà Bảy có biết không? Thì con cũng có nghe cái thông tin đó là có những đôi khi mà tiền điện mà mình không có tiền đóng nữa thì có sự việc đó không? Có sự thật luôn. Có khi tiền điện, tiền nước này kia người ta lại góp á là có khi là nó không có tiền. Phải quản lợi có người đóng giùm. Dạ. Dạ, cái này là có sự thật luôn. Dạ. Yeah. Nói chung cái hoàn cảnh của anh Quắc và chị Thắm đây rất là khổ với cô chú anh chị em. Thì qua cái video clip này Thanh Hải hy vọng rằng cộng đồng mạng Mạnh Thường Quân nhìn thấy cái hoàn cảnh này, chúng ta cùng chung tay ủng hộ cho gia đình của anh Quắc và chị Thắm nha. Nhà bà Bảy là gần đây không? Dạ gần. Vậy là mình cũng thường xuyên qua lại gặp cháu Hoàng Bách rồi ha. Dạ, có khi nó gánh cũng ẩm chở con nó khi nó đi làm này kia đồ nó cũng chạy xuống nhà chơi. Dạ. Dạ. Nó xuống nó dễ cưng dữ lắm luôn á. Yeah. Xuống rồi khi bà Bảy cho tiền rồi con cái mẹ nó nói à bà Bảy đi con cái nó bên ta nhà nó ngoan vậy đó cái nó nói thôi chào bà Bảy hỏi bà Bảy về đi con bên ta nó làm vậy nó dễ cưng lắm. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Thấy đứa nhỏ thấy cũng tội nghiệp lắm. Dạ. Yeah. Dạ yeah, bởi vì nghèo khổ đi mằng mưu sinh cuộc sống mới đành gửi con chứ ai đâu có muốn mà gửi con mà người khác thì mình cũng không yên tâm chỉ có ông bà nội ông bà ngoại thì cha mẹ giữ con mới an toàn mà tại vì mưu sinh cuộc sống. Yeah. Là phải đành lòng gước bụng mà đi gửi con cho người ta. Dạ. Yeah. Yeah. Áo quan này là mình bên gia đình mình mua hay là có ai hỗ trợ không vậy? Dạ cái này cũng đi xin chứ cũng không có tiền mua nữa. Dạ. Yeah. Dạ yeah, mà nó đi xin rồi người ta tội nghiệp bên chùa Phật Mẫu ở bên bển á. Yeah. Người ta thấy khổ vậy đó người ta cho hết trơn luôn, người ta cho đồ liệm luôn rồi người ta cho cái hàng luôn chứ nó là hồi cấp đầu thì tôi nói bây giờ tính làm sao bây giờ dán cây ở đâu mà đóng. Yeah. Tính là nói nhỏ này chắc là bó cao su
Rồi tôi hỏi là bó cao su hoa tính làm sao. Rồi cha nó nói giờ nói mà đi kiếm gián đóng rồi tôi nói vậy thôi. Còn cái điện qua bên em chồng của nhỏ cháu bên hàng cha á. Yeah. Là đi quên đó chỗ người ta đóng hàng đó, xin một cái quách đi. Chứ giờ làm sao cái rồi sao mà bên ông ngoại đó gì đó mới quen đâu trong chùa Phật Mẫu đó là mấy điện qua bển thì người ta đóng tối ngày hôm qua cho hay hồi giấc sáng đó, mình xin đó là người ta đóng tối ngày hôm qua đó là tới chiều đó là người ta chở qua luôn, người ta đóng rồi người ta kêu mình qua chở về luôn. Dạ. Yeah. Người ta cho luôn. Thì cũng xin. Dạ thì được biết cái gia đình hoàn cảnh của anh Quắc và chị Thắm đây rất là khổ. Cho nên hôm nay anh em con trước đây đến là ghi hình thì cũng mong muốn rằng là cộng đồng mạng giúp đỡ đó bà Bảy. Thì như vậy thì bên gia đình mình có nhận hỗ trợ từ bên cộng đồng mạng không vậy? Dạ. Sao Thắm? Chị Thắm sao chị Thắm? Rất là chị có nào chị có thể nào chia sẻ lớn lên giùm em không, thì bên gia đình mình có muốn nhận tiền từ bên Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho mình không? Cái này thì em cũng xin nói luôn là chỉ là con em nó mắc, em muốn ra là cho biết là cái vấn đề con em nó mắc lý do gì đâu và nó muốn cho bé nó ra ánh sáng. Yeah. Còn cái phần hỗ trợ bên Mạnh Thường Quân thì em xin từ chối, tại vì gia đình cũng hai bên cũng có khả năng lo được. Dạ. 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 Rồi thì em cũng xin cảm ơn chị và bà Bảy đây. Thì hôm nay chị cũng là có một cái ý kiến đó là không có nhận hỗ trợ từ bên Mạnh Thường Quân. Với cái lý do là thì em cũng biết rằng là chị sợ về cái vấn đề như là nhận đi thì sẽ thiếu nợ, mất nợ người ta, thì cũng ý kiến của chị cũng khá là hay, nói chung rất là tốt. Thì gia đình chỉ mong muốn là chia sẻ lên, cho lan tỏa lên để cho cái sự việc nó sớm ra ánh sáng, có một cái kết quả như thế nào đó, để cho cháu nó ra đi thanh thản. Thì thôi thì Thanh Hải xin phép chào quý cô chú anh chị em, và con xin phép chào bà Bảy và em chào chị Thắm nha. Dạ, dạ. Chào mấy chú. Dạ. Tôi muốn xử lý sự công bằng lại cho cháu với dạ, dạ. cho gia đình. Thì Thanh Hải xin phép kết thúc cái video đây cô chú anh chị em. Thì dạ. Sau khi mà có cái kết quả giám định từ bên pháp y á, thì Thanh Hải sẽ luôn cập nhật gửi đến cho cô chú anh chị em mình xem qua. Thanh Hải xin chào và hẹn gặp lại ạ.